Rồi, mời xuống chỗ nữa. Ok, mời mọi người ăn vải. Hôm nay có món vải kiều ngon tuyệt vời luôn. Cứ chủ một quả cho một quả. Mấy con chung một quả chứ. Nhãn, sầu riêng, tiết cao và hoa bát cương rồng tấn thăm. Yên đấy, cứ ngồi yên đấy. Đi nhảy lên đây thì cũng qua ấy ở đâu. Nhảy lên đây chẳng được ăn nhiều hơn. Không siro, thằng phải ngồi sát thế nào. Mấy đứa lớn này nó được ăn miếng to. Hai mẹ con là sao đấy? Thì làm sao đấy? Thì làm có thích cướp của con không? Đó. Họ ở tay nên có thể cho nó đục nhau lại. Mỗi đứa ngồi một chỗ. Hai đứa ở bên này lại muốn nghe anh xử lý thêm lượt như hôm trước nữa đúng không? Hả? À. Sao con đang làm rơi Pila lại muốn lấy của con? Hả? À. Vô lý vậy. Ừ. Phần đứa nào đứa đấy ăn. Con nó có không may nó làm rơi mà nó cúi xuống nó nhặt thì phải để cho nó nhặt chứ không được tranh của nó. Con Yubi đâu rồi? Để yên cho Mi. Mi sang bên cạnh nhà ngồi với Messi đi. Mi sang bên cạnh sang làm sao? Mi Si Kia Kio nó không như là những cái kia là cứ thế là được ăn luôn. Cái này còn phải bóp. Là hơi bị buồn cười rồi đấy. Có thích ăn thì còn phải chờ đến lượt, chứ không đâu có cướp theo kiểu thế này.
ăn thì nó phải chờ chứ. Thích quá cho nên là con nó nằm rơi là lấy của con nó. Nhưng mà con nó giữ nguyên tắc lắm. Giữ nguyên tắc đồ của nó phải được ăn rơi xuống phải để cho nó nhặt. Chứ không phải là đồ nó rơi xuống nhặt được của rơi là đồng thời đút túi đâu. Phải công nhận là vải này ngon thật. Công nhận. Là vải ngon. Ăn vội thế. Vải này là đi mua ủng hộ vải Bắc Giang nhưng mà hôm nay cũng gặp phải Hải Dương. Đó. Không. Hơn nhau tí thôi. Em thích chiếc ngao bà ba trên dòng sông thăm thẳm à quên chiếc ngao bà ba coi thường em hâm mặc em thích vay dài với lại áo hai dây không thuộc lời. Cái mùa vải này nó cũng khá là nhiều loại quả, nó trùng với này mùa dưa mận dứa, nhưng mà phải nói là quả vải này ngon nhưng mà không ăn nhiều được. Một lần nó không nóng ấy. Nóng trong người. Một lần nó ăn độ khoảng tầm 20 quả thì chắc không sao. Mình ăn 20 quả ok. Nhưng tùy người đấy. Con người ăn mấy quả đã nóng rồi. Về bên linh kiều thấy chàng đợi người yêu em xin tư trong chiếc ngao bà ba quả này là quả này là coi như là gần đạt được đến cái chất lượng vải cao nhất mà mình từng ăn của vải Hải Dương. Vải Hải Dương, vải Thanh Hà, Bình Giang đều ngon. Cái quả vải ở Hải Dương, cái loại vải ngon mà mình ăn thì nó to khoảng gần khoảng gấp đôi cái quả này, nhưng mà cái hạt đấy thì nó còn nhỏ hơn cái hạt này. Đây, giờ thử đây là cái hạt của nó này. Cái quả của nó đây nhé, hạt đây. Mọi người có thể nhìn như này, đó là hạt nhỏ đây này. Nhưng mà cái quả kia, quả nó to gấp đôi quả này, nhưng hạt nó cũng chỉ như này thôi. Vậy thôi, chất lượng ngon nào, cực kỳ chất lượng.
bài Hải Dương. Đất Hải Dương là có Thanh Hà, là đất mà trồng ra rất nhiều loại hoa quả ngon. Nhớ ngày xưa thời mà còn rất nhỏ là nó có quả cam Thanh Hà, cam giấy. Một mình nó một kiểu là cam nó ngọt, chứ còn thời ngày xưa là không có cam ngọt đâu, ngày xưa toàn cam chua đấy. Ngày xưa là nhà nào cũng có cam ở trong vườn, chả có nhà nào không có cam cả, nhà nào cũng có cam ở trong vườn. Đó là cây quốc dân, cam và quất. Không như bây giờ là chuyên canh rồi. Thôi còn mấy quả này cho mấy đứa nhé, chứ không anh ăn nhiều sợ anh nóng. Nhà trường vẫn thèm lắm, biết nào cũng thèm. Em xinh tươi trong thiệt ngao bà ba. Trời, ăn phải nhai đi chứ ai nuốt không vậy. Da cóc mà bọc bột lọc, có bột lọc mà bọc hòn son đó. Bột lọc mà bọc hòn son. Cả quả nhãn và cả quả vải đều là da cóc mà bọc bột lọc, bột lọc mà bọc hòn than hay là hòn son đi. Bây giờ là nó gọi là hòn son, hòn than thì nó đúng với lại quả nhãn, vì quả nhãn hạt nó đen, quả vải thì hạt nó màu nâu nâu. Ra cắp mà bọc trứng gà, bỏ ra phương phức cả nhà muốn ăn. Ra cắp mà bọc trứng gà thì mới ăn hôm trước xong. Còn bà sót quả nào không? À, cũng còn một quả. À, còn hai quả. Ba quả này thì chơi bài cho mỗi đứa một quả đi nhá, ăn cho nó chín tã này, để bóc cả ba quả ra, ngồi yên đấy, yên đấy, từng quả một, rồi ba đứa cho con đi một miếng, còn lại ba đứa ba quả, kết thúc cái đối thoại hôm nay và đi rửa tay. Ăn bao nhiêu quả mới có một quả bị sâu đầu một tí, quả chất lượng quá cao luôn đó.
yếu này cho mi này. Đây này, mì kẹo lắm ấy chứ không phải không. Xì này, miếng to phải nhai, đừng có nuốt. Rồi hết rồi, rồi thì hết rồi. Nhưng đấy là miếng cuối cùng rồi, thôi giải tán. Chung tay với bà con nông dân tiêu thụ vải, chung tay bà con nông dân.